Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi xét đồ của tăng trưởng môn thứ 5 nha anh em. Đó, cho anh em xem sơ qua nha. Nói chung là mùa này ban Phật cũng có khá nhiều anh em lên tăng trưởng môn nè. Và ngày hôm nay Khả sẽ cho anh em xem xét đồ của cao thủ thứ 5 đào nấm rơm. Hiện tại đang sử dụng một set đồng bang Hồng Mỹ 19-10, Ngọc Bội kháng cả 3 kháng độc 28, một nhẫn kháng băng 30, một nhẫn kháng hộ 27. Đây nè, kháng trần ý thường khẳng ý đang làm video nè anh em. Một cái đao chống phái 30-35, 80 mắt độ hoàn toàn, tấn công chỉ mạng 3 cấp 3% chứ. Một cái nón thủ lý 25, 520, sự lượng lực thông pháp 18. Một qua tay phòng thủ lý 19, thông pháp 15, 530, sinh lượng lực. Một đai lưng 24 kháng hộ 30 chón và sinh lượng lực sinh khí 11. Một đôi giày tóc 40 kháng chón 40. Đó, khá là đẹp anh em ơi, có hiệu ứng chón cũng được 100 chón kèm với ảnh mang 50 lâm chậm nè, 50 lâm chậm kèm với búp skin bất động anh dương thì có thể đạt được 80 chậm nha nè. Đó. Một người kháng cả 7, một kháng cả 5, kháng cảnh 5, một ấn tính tăng trưởng môn, sau khi lên tăng trưởng môn sẽ được một kỹ năng vốn có một 9 nít nha nè. Đó, và kèm với kháng cảnh 5, kèm với một phi phong kháng cảnh 10. Trong mặt này thì nhìn sơ qua thì set này thì khoảng 15 triệu nè, set đồng bang Hồng Mỹ này khoảng 15 triệu, hai cái nhẫn là bình thường, gia truyền với ngọc bội là khoảng 15 triệu nè, hai món này kèm với cả bộ, nói chung hạt cả bộ này khoảng 15. Cái đao này khoảng tăng trưởng môn thì được anh em ơi, miễn phí, nhưng là sau khi đạt tăng trưởng môn sẽ được cái đao này trong vòng thời hạn là 25 ngày phải, kèm với cái ấn kỹ năng 9 nít một cấp cũng 25 ngày. Và con ngựa này là kháng cả 7, ngựa này lúc đầu anh mua 9 triệu rưỡi nữa, cái đây khoảng hơn 1 tháng trước 9 triệu rưỡi. Nón này chắc cũng hơn 2-3 triệu, nón này đẹp quá. Bộ tay này anh mua chắc khoảng hơn 1 triệu rưỡi. Áo này thì rẻ, nói chung áo này được cái sinh lực cao, bằng cũng hợp lý. Đai lưng này thì khai tặng ảnh xài, còn cái giày này thì mua bao nhiêu không biết. Nói chung thì tổng set đồ này của ảnh thì ảnh này thì đang hàng 24 nè. Tổng set đồ này thì khoảng nằm giá ở khoảng hơn 25, cả cái này 15, với con ngựa này khoảng 9 triệu rưỡi, 10 triệu đi, 25, hơn 25 triệu này mà. Tổng set đồ này hơn 25 đó, có thể nói gần 30 triệu nè. Rồi, ngày hôm nay chúng ta đã soi xong set đồ của tăng trưởng môn thiếu lâm nha nè. Đó, tí nữa Khải sẽ soi tiếp tục những anh em tiếp theo cho anh em xem nha. Đừng quên xem video này, để lại cho Khải một like, cho sẻ ủng hộ cho nha nè. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Tiếp tục Khải sẽ lên series tăng trưởng môn tháng 9 này của Văn Phật cũng như là AC cho anh em xem tiếp theo nha. Đừng quên để lại một like, cho sẻ ủng hộ cho mạnh nha nè. Sẽ đồ đẹp quá này mà.